Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Đinh Tiến Dũng bị kỷ luật liên quan Vạn Thịnh Phát và AIC. Ngày 15 tháng 6, BBC Tiếng Việt bình luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật, tiếp theo là gì? BBC dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố vào sáng ngày 15 tháng 6, sau kỳ họp thứ 42 diễn ra từ 12 đến 14 tháng 6 do chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì. Theo đó, Ủy ban này đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Tài chính. Cụ thể, ông Đinh Tiến Dũng cùng Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, An Đông và AIC và đây là hình bài trên BBC. Những vi phạm nêu trên được xác định là đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Theo BBC, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, cùng các ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Võ Thành Hưng, Thứ trưởng, các cựu Thứ trưởng, Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tú, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. BBC cho biết ông Đinh Tiến Dũng hiện là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội. Việc kỷ luật ông tùy theo mức độ mà sẽ do ban bí thư, Bộ Chính trị quyết định hoặc đưa ra ban chấp hành Trung ương đảng quyết định trường hợp cách chức, khai trực. BBC cũng cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có 4 mức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ khỏi đảng. Thông thường, các hình thức khiển trách và cảnh cáo thì người bị kỷ luật vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Hình thức cách chức trong đảng thường dẫn tới hệ lụy là cách chức trong chính quyền. Hình thức khai trừ đảng thường dẫn tới hoặc báo hiệu những hệ lụy nghiêm trọng hơn, chẳng hạn xử lý hình sự. Với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng có thể sẽ phải nhận một trong bốn hình thức kỷ luật nói trên. Và đây là hình ông Đinh Tiến Dũng. BBC nhận xét ông Dũng có thể là ủy viên Bộ Chính trị thứ bảy trong khóa 13, bị kỷ luật hoặc chịu những hình thức tương tự kỷ luật, chẳng hạn cho thôi chức, nhưng không công bố là kỷ luật cách chức. Các trường hợp trước, ông là các ông bà Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Vẫn theo BBC, ông Đinh Tiến Dũng, 63 tuổi, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông Dũng từng có 26 năm công tác ở Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 4 năm 2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Ông Dũng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. BBC cho biết thêm, cũng trong kỳ họp 42, ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết định thi hành kỷ lực một số cán bộ thuộc các tỉnh bình định bình dương long an bà rịa vũng tàu cụ thể như sau ông lê thanh cung chủ tịch tỉnh bình dương ông trần văn cần chủ tịch tỉnh long an ông nguyễn văn trình chủ tịch tỉnh bà rịa vũng tàu ông nguyễn đình kim bí thư huyện ủy vĩnh thạnh tỉnh bình định các quan chức này được xác định là đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế viết tắt AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Đinh Tiến Dũng bị kỷ lực liên quan Vạn Thịnh Phát và AIC. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thờ báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ là cơ hội quảng bá đất nước. Ngày 9 tháng 6, giáo sư, viện sĩ Lương Ngọc Quỳnh có bài viết trên mạng Facebook cá nhân của mình với tựa đề Ai đã sợ bước chân? Thời báo chấm đề giới thiệu nguyên văn bản viết thể hiện quan điểm của tác giả đến quý khán thính giả nội dung như sau. Bước chân của tu sĩ Minh Tuệ không chỉ là bước chân của người tu hành Phật Pháp, mà còn là bước chân của thước đo giá trị chân lý. Và đây là hình sáy tật trên trang cá nhân của giáo sư, viện sĩ Lương Ngọc Quỳnh. So sánh các vĩ nhân thường rất khó vì nó khập khiển, bởi mỗi vĩ nhân mang lại một giá trị khác nhau. Nhưng nếu so sánh hiện tượng, thì tu sĩ Minh Tuệ đã đánh thức giá trị sống, thức tỉnh nhân tâm của hàng triệu người Việt Nam. Trong vòng 100 năm nay, có ba người Việt Nam được người dân xếp hàng bên đường chào đón và tiễn đưa, Điều đặc biệt, Minh Tuệ chỉ là một tu sĩ sau 6 năm nhưng đã đánh thức chân tâm của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Minh Tuệ không thể so sánh với bác Hồ, bác Giáp, nhưng những hình ảnh của người dân đứng hai bên đường kính lễ, dọn đường, trải hoa, khiến cho tất cả chúng ta có liên tưởng đến những vĩ nhân của dân tộc. Điều gì đã làm nên như vậy? Chính sự tha hóa lối sống của phần lớn các nhà sư nổi tiếng hiện tại đã là tấm gương phản chiếu vĩ đại cho những bước chân của một tu sĩ không tiến tâm, và đã đẩy anh ấy lên trở thành một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và đây là hình bước chân tu sĩ thích minh tuệ. Người ta đã sợ hãi những bước chân ấy bởi mỗi bước chân của anh, người tu sĩ chân chính, đã làm chấn động Phật giáo Việt Nam. Nếu để những bước chân ấy tiếp tục hành trình đến mũi Cà Mau, thì chắc chắn sẽ tạo thành cơn động đất vĩ đại, đánh sập tất cả những ngôi chùa và những ông đại đức thượng tọa danh tiếng nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này khiến cho giáo hội Phật giáo sợ hãi đến tột cùng. Những bước chân ấy không chỉ đánh sập Phật giáo giả tu mà còn làm lung lay đến những người khác của đất nước trăm triệu dân. Hỏi rằng có ai khi ra đường thời buổi này mà được người dân xếp hàng dài dọc đường kính lễ và trải hoa, trải thảm hay không? Thế cho nên không chỉ có Phật giáo giả tu mà cả rất nhiều người khác đều run sợ. Nỗi sợ hãi dâng lên khi mỗi ngày dòng người xếp hàng đã dài thêm vài cây số ven đường. Họ sợ rằng nếu để lâu thì dòng người xếp hàng sẽ đông nhất lịch sử vĩ nhân đất Việt. Đó là lý do những bước chân tu hành phải dừng lại. Và đây là hình người dân xếp hàng, rải hoa, chờ đón sư thích minh tuệ. Nếu giáo hội Phật giáo tỉnh táo, nếu chính quyền tỉnh táo, thì đó chính là cơ hội quảng bá hình ảnh của đất nước. Chỉ cần tuyên truyền người dân trật tự, khiêm kính, đuổi bớt hội quay phim nghiệp dư, hạn chế những hình ảnh xấu trên mạng, lựa chọn những nhà sư đủ đức, đủ tâm, đủ chính pháp để đồng hành cùng tu sĩ. Không cho những kẻ giả tu, những kẻ tò mò thích thử thách, lợi dụng hình ảnh của tu sĩ Minh Tuệ nhập đoàn làm náo động phố phường, lại giảm đi tính uy nghi, thuần khiết của việc tu hành chính pháp. Chặn cửa, cấm khẩu những tà sư có những phát ngôn ganh tị, đố kỵ. Giá như được vậy thì không những Phật giáo lên ngôi mà chính quyền mở mặt. Nhân dân hồ hởi chúng ta truyền đi một thông điệp tự do, hạnh phúc, dân chủ đến khắp thế giới. Nếu có thể làm lại, tôi vẫn khuyên chính quyền và giáo hội Phật giáo tiếp tục để tu sĩ Minh Tuệ đi tiếp hành trình những bước chân nhân tâm hỷ xã ấy. Người dân sẽ hoan hỷ, đất nước tràn đầy sinh lực của sự yêu thương, hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, được lòng dân thì có tất cả, nhưng mất lòng dân cũng sẽ mất tất cả. Hãy tỉnh táo khi chưa muộn. Xin cảm ơn mọi người đọc cho ý kiến và chia sẻ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hình ảnh sư thích minh tuệ là cơ hội quảng bá đất nước Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới